Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Mark Channel và đây là bản tin Mark Daily ngày 4 tháng 4. Trong bản tin ngày hôm nay, HTC tiếp tục tung ra những tin đồn mới nhất về HTC U. Cùng với đó là Google đã phát hành bản ROM Android 7.1.2. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin cụ thể. Như hai mẫu HTC U Ultra và U Play vẫn chưa đủ đô với HTC, nên công ty Đài Loan đã quyết định tung ra thêm một quả bom tấn khác vào thời gian sắp tới và nhiều khả năng mang tên HTC U, flagship chính thức trong năm nay của HTC. Như đã biết cách đây vài ngày, chúng ta đã biết được một số hình ảnh render về chiếc điện thoại này thông qua ông trùm tin đồn Ivan Blass. Thì đến hiện tại, thông tin đã tiếp tục được tiết lộ và cho chúng ta biết rõ hơn về chiếc điện thoại cao cấp này. Cụ thể, HTC U sẽ sở hữu màn hình 5.5 inch, độ phân giải 2K hay 560x1440 pixel và được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass 5. Về cấu hình, thiết bị sử dụng vi xử lý 8 nhân Snapdragon 835, đồ họa Aero 540, RAM 4GB hoặc 6GB, bộ nhớ trong 64GB hoặc 128GB, pin dung lượng 3000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge. Một máy quét vân tay tích hợp tiếp vào nút Home, thiết bị được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 7.1 Nougat, loa kép stereo, công nghệ âm thanh USUNIC và tính năng HTC Sensing cho phép hiển thị thông báo của điện thoại lên PC. Cùng với đó là tính năng Edge Sensor giúp mở camera, kích hoạt Google Assistant hoặc chạy một tính năng nào đó bằng cách chạm vào cạnh bên của điện thoại. HTC U được trang bị 4 micro để ghi âm thanh dạng vòm cùng lựa chọn âm thanh Hi-Res khi quay phim. Về thời điểm phát hành, nhiều khả năng thiết bị sẽ được giới thiệu chính thức vào đầu tháng tới. iPhone 8 dường như chắc chắn đã được trang bị màn hình cong để đối đầu với Galaxy S8 và Galaxy Note 8 của Samsung nói riêng và cũng nhằm duy trì vị thế dẫn đầu của Apple nói chung trên thị trường. Điều này đã được khẳng định qua một nguồn tin mới đây cho biết Apple đã đặt mua 70 triệu màn hình OLED của Samsung. Tất cả đều được dùng trên mẫu iPhone 8 sẽ chỉnh làng vào cuối năm nay. Công ty công nghệ Mỹ sẽ tiếp tục cân nhắc mở rộng quy mô thêm 25 triệu đơn vị nếu sản phẩm mới bán chạy. Việc đặt mua 70 triệu màn hình OLED nằm trong gói thỏa thuận của Samsung sẽ cung ứng 160 triệu linh kiện cho Apple trong tương lai. Tuy nhiên, có những lo ngại về việc công ty Hàn Quốc không đáp ứng đủ số lượng và kịp thời điểm phát hành iPhone 8. Lý do nằm ở việc Galaxy S8 và S8 Plus đang chiếm phần lớn sản lượng màn hình OLED của Samsung. Cùng với đó là Samsung đang có ý định tăng gấp đôi sản lượng Galaxy S8 nếu thị trường có phản hồi tốt. Tất cả những điều này đã gây nên áp lực không nhỏ với Apple. Được biết, bên cạnh iPhone 8 thì thiết kế đột phá cùng màn hình cong, thì Apple vẫn cho ra mắt bộ đôi iPhone 7S và 7S Plus, vốn được cho là bản nâng cấp nhẹ của thế hệ iPhone 7 hiện tại, nhưng vẫn được trang bị các công nghệ mới của công ty như cảm biến vân tay dưới màn hình, camera hỗ trợ AR, v.v. Không lâu sau khi triển khai cập nhật Android 7.1.2 mới nhất thông qua phương thức beta cho các máy điện thoại Pixel và Nexus, cuối cùng Google đã tải lên bản ROM 7.1.2 chính thức dành cho các mẫu điện thoại này. Hiện tại, người dùng các điện thoại bao gồm Google Pixel, Pixel XL, Pixel C, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 5X và Nexus Player đã có thể tải về chính thức bản ROM này thông qua phương thức OTA hoặc flash thẳng vào máy. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng các mẫu thiết bị như Motorola Nexus 6 hay máy tính bảng HTC Nexus 9 sẽ không nhận được bản cập nhật này do chu kỳ phần mềm của chúng đã bị Google chấm dứt. Thay vào đó, hai thiết bị trên sẽ chỉ còn nhận được các bản vá bảo mật định kỳ mà thôi. Được biết, nếu như bạn tải về bản ROM này thông qua phương thức OTA mà Google phát hành cách đây ít lâu thì hiển nhiên là thiết bị đã được cập nhật. Trong trường hợp bạn đang ở trong chương trình beta và muốn trở lại sử dụng như một người bình thường thì tốt hơn là bạn nên phát lại bản ROM chính thức tương ứng vào thiết bị, dĩ nhiên là với điều kiện bạn có một chút kiến thức về ADB và chế độ flash boot. Vâng, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Mark Daily ngày hôm nay. Các bạn yêu thích thông tin nào hãy chia sẻ ở phần bình luận bên dưới video nhé. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ Mark Channel nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.